Nhận định Man United với Chelsea, lúc 22 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Man United sau một mùa bóng trắng tay trên mọi đấu trường đang đầu tư vô cùng rầm rộ. Liên tiếp là những bản hợp đồng chất lượng như Hoàn Bị Saka, Jorginho được mang về và mới đây nhất là bom tấn 80 triệu bảng Maguire cập bến sân Old Trafford. Ở mùa hè vừa qua, quỷ đỏ thành Man đã nhuộm đỏ giao hữu khi liên tục có những chiến thắng ấn tượng. 5 trận thi đấu gần nhất, thầy trò Solskjaer thắng cả 5. Các tân binh đều hòa nhập rất tốt, trong khi đó ngôi sao Paul Pogba tỏa sáng rực rỡ. Phong độ của đội chủ nhà hiện đang là rất cao và được đánh giá ở thế cửa trên so với đối thủ. Chelsea vừa trải qua một năm đại thành công khi nâng cao chức cúp vô địch Europa League và cán đích ở ngoại Anh trong top 3 để được tham dự Champions League mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, The Blues cũng đang phải đón nhận nhiều khó khăn khi huấn luyện viên Sarri đã ra đi và Ed Lampard được chỉ định thay thế. Mất mát lớn nhất khi ngôi sao Hazard đã chính thức ra đi. Mặc dù đã chiêu mộ thành công Pulisic và gọi là hàng loạt những cái tên như Batshuayi, Zuma và Kotoko, Moser, nhưng rõ ràng đội khách vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút so với đội chủ nhà. 6 trận giao hữu hè vừa qua, Chelsea cũng đang chơi tốt và giành được 4 chiến thắng. Trong lịch sử đối đầu, The Blues cũng đỉnh hơn khi trong 10 trận chạm trán nhau gần nhất, Chelsea thắng 4, còn MU chỉ thắng 3 và 3 trận kết thúc có tỷ số hòa. Bởi vậy, theo nhận định của các chuyên gia bé bỏng 365, ở trận này cả hai đội có sức mạnh và phong độ khá tương đồng. MU có lợi thế sân nhà nhưng Chelsea đỉnh hơn ở lịch sử đối đầu và bản lĩnh thi đấu. Mỗi đội đều có những thế mạnh riêng và trận đấu được dự đoán có tỷ số hòa.